Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Nguyễn Phúc Japan. Thì hôm nay mình làm cái video clip giới thiệu các bạn một cặp loa hàng Nhật bãi là có thương hiệu là Yamsa và Panasonic. Đây là cặp loa model là A85 với thiết kế là thùng nhựa. Loa bát 20 màng giấy cần vải cần dầu. Đây thì mình đã tháo con ốc ra rồi. Đây là ốc của loa này. Hàng Nhật họ làm rất cẩn thận, thì con ốc tất cả bắt đều tiện bằng gen đồng hết. Đây là cái thông số của nó, cái loa này Panasonic model là VKS A85, công suất 160W 8 ohm. Hàng về sản xuất tại Japan nhé, made in Japan xịn này. Thùng nhựa còn rất đẹp. Đây là mình đã tháo ốc lưới da cam này nè. Đây. Bát 20 gân vải tẩm dầu. Màng giấy còn rất đẹp nhé, tép kèn. Có một cái bóng bóng báo này để khi qua tải nó sẽ lên đèn đỏ để nó giảm cái công suất, thì đỡ bị sợ cháy chắc. Loa còn rất đẹp, bao zin bản 100%. Loa này hát karaoke tiếng rất hay, tiếng rất sáng, hát nhẹ. Chiếc này mình đã tháo ốc rồi nhé, là mình sẽ quay nội thất bên trong. Đây là phân tần này. Đấy. Phân tần chỉ có loa bát 20 mà phân tần gấu như vậy không, bốn đường quanh thùng đều được lót bông tươm. Ở đây là cái củ loa bát của nó chết. Và tép cỏ nhá. 500 mạ sắt si 7 màu. Tất cả mối hàn ở các đầu loa này còn zin bản luôn, chưa có một động chạm nhá. Loa bao zin bản tuyệt đối. Đây, từ con ốc, gen ốc toàn đồng hết. Nói chung hàng Nhật xịn, họ làm nó khác. Tháo mà nhìn cái là đã biết rồi. Đấy. Bạn nào có nhu cầu mua liên hệ mình theo số điện thoại 035 874 2679. Bên mình có ship hàng toàn quốc nha. Khách hàng ở xa thì có thể chuyển tiền cọc trước, sau đó mình gửi hàng qua Viettel nhận hoàn thanh toán nốt, hoặc là có thể chuyển khoản hết